Đây là quang cảnh cái đường đó, giáp danh với nhà hàng xóm bên đằng này, chiều ngang là ra đến tận đây, đến cái chỗ cột rào đầu tiên đó, và chiều sâu sâu tít vào tận trong kia. Em nhờ anh chị tí nhá. Đứng lùi về đây để có thể thấy được là vút vút lên trên là trên kia. Dạ vâng, em đang định bán anh ạ. Chờ em chút ạ. Đường. Đường ô tô rất là rộng. Hai ô tô chở mía tránh nhau đường. Đường rất là rộng. Cây tít lên trên đến đến đồi trên trên. Bán đất thổ cư bạn nhé. Cái địa chỉ của mảnh đất là thôn 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cái này thì gần cái chỗ đập Bãi Thượng ạ, ở Thanh Hóa. Diện tích là 633 m², và cái đất ở nông thôn là 200 m². Thời hạn sử dụng đất ở là đất lâu dài ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, số điện thoại là 0912 532 139 ạ. Như cái video các bạn đã nhìn thấy thì là hiện giờ là trước cái mảnh đất đấy là đã có cái đường bê tông rồi. Và cái khu của mảnh đất này thì nó gần nhà máy đường Lam Sơn ạ. Và các cái hai ô tô chở mía, các cái ô tô chở mía là các ô tô chở cũng khá là to. Thì tránh nhau thoải mái khi đi qua cái đoạn đường này ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 0912 532 139 ạ. Cái mảnh đất này thì kỳ vọng sẽ là bán là khoảng tầm 400XX triệu. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Cảm ơn các bạn ạ. Đã nhìn thấy ở trong sổ đỏ ấy, thì diện tích của nó là 633 m². Cái chiều ngang thì mình không nhớ kỹ lắm, nhưng mà cái này thì nó có số liệu ở trên sổ đỏ rồi. Nhưng mà chiều ngang hình như là 9 m. Nếu mà chiều ngang là 9 m thì suy ra là chiều dài của nó là phải 70 m. Túm lại là cái mảnh đất nhà mình nó, cái cây ấy, nó mọc lên tận đỉnh của đồi, và các bạn nhìn thấy tít xa, tít xa đằng sau dưới. Cái mảnh đất này thì mình mua và mình cũng đang trồng cây gây rừng ạ. Ở Thanh Hóa thì nổi tiếng với cái cây lát, và mình có mang cả lát, cả sưa về đây trồng. Chắc cũng phải khoảng tầm gần chục năm rồi. Đợt vừa rồi cũng bán một mẻ, một vài cái cây xoan với các thứ cho người nhà với giá là 25 triệu. Còn cái chỗ đống lát này và tít tận các cái đống lát cao cao ở trên đỉnh đồi kia thì chắc cũng khá tiền đấy. Vài chục triệu là ít ạ. Các bạn mà có nhu cầu muốn mua cái mảnh đất này, một là để ở. Ví dụ như các bạn mà ở chỗ cái khu vực này mà lập gia đình chẳng hạn, là có một mảnh đất mới để sinh cơ lập nghiệp và kiểu dạng như bắt đầu một cái cuộc sống gia đình mới. Hoặc là những các bạn mà có nhu cầu đầu tư, bởi vì các bạn nhìn thấy cái đường là rất là to. Hai ô tô tải chở mía, mà các ô tô tải chở mía là toàn chất lên đến gọi là ngọn của ngọn luôn ý. Có nghĩa là ngút ngút ngàn luôn ý. Ngước lên nhìn cái ô tô tải chở mía, ôi dồi ôi, người ta trồng chất lên cao lắm. Hai cái ô tô tải chở mía rất là cao và to, tránh nhau vô tư khi đi qua cái trước cái cửa mảnh đất của mình. Nữa là ở đây thì gần đập Bãi Thượng. Sẽ có một cái video tiếp theo nữa, mình có nhờ cháu ở nhà quay cho, là quay từ cái chỗ mà đường đi vào từ đập Bãi Thượng vào đến cái chỗ mảnh đất này. Và nữa là cách đây, cách cái mảnh đất này, cách cái nhà máy đường Lam Sơn ấy, nói chung là không chính xác, của mình cũng không ước chừng thôi, khoảng tầm một vài
chắc là nhà dưới bán kính dưới 5 km cách nhà máy đường Lam Sơn ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 0912 532 139 ạ. Cảm ơn các bạn.